Ha. Hồi cho mắc cười lắm rồi. Hồi nữa mua cho lên đan bộ. Để anh hỏi đi, điện thoại về rồi tái đi mua. Cho một đứa ông bộ. Mà cái dân tộc. Nhìn dân tộc thì số. Này giống như chợ đêm Mỹ Tho vậy ha. Có thấy đồ ăn. Đi đâu được mà hàng đưa sống đi gì đâu căng đúng ký đúng căng ở đây hàng sống mình làm mình ăn gì là làm còn đó là buồn đế ăn buồn đế nhiều trả 500 ký bao ăn cho mình con đó khỏi tôi cũng không bị gì trả lại em còn có một trăm con tôm hùm đây là sai này một con 5,5 á 5,5 hả con kêu cái gì vậy? Tiger 18 còn nhiều 4 lạng nhé. Rồi đây 4 lạng. Cái đen cái 700. Cái này nướng cái gì nè? Để lại. Qua hết da rồi cô. Qua có một da mà. Cô để ba có xíu rồi cô cắt ghép lại cho nó. Đó nó qua lại á thì cô tính qua 4 lạng chứ đâu có tính hơn đâu. Cái đây cô nướng phô mai hay nướng nướng hả? À, nướng phô mai hay nướng quá, phô mai đi. Còn cô đế này ba bán sao? Cô đế 70 ngàn, cô muốn ăn giang đi hay là nướng hay là xào gì? Quánh mua quánh kẹo rồi, tao bay ra đâu quánh. Để mua bánh về cho Linh đem được không? Bánh gì? Là lá ngũ cốc đó. Ê! Giờ về đi. Bánh này ngon ăn cho bụng chứ. Biển chưa? Quần áo không? Mắc lắm hả? Đó là nhiêu bộ rồi. Mắc lắm. Áo này nhiêu bộ rồi? 6 rồi, này mới 6 rồi. Quá giống mà 6 rồi đã. Khúc mặt giường đó. Mặt giường. Khi mặt cho mặt giường đúng rồi. Đã lấy mặt giường. Em nổi đấy, em nổi sợ luôn. Cái cá này nguyên đội đây. Số 1 là nhỏ nhất hay là? Đi đâu mất tiền rồi ta. Nó mặc phải màu màu này hoặc màu này hay màu này luôn đấy xong đi lấy đi. Quay về chắc lột tiếng lại quá. Nhạc quá. Cái bánh 10 ngàn không? Bánh cái 10 ngàn không? Nào. Bánh bánh kèo gì đó. Đi mua 2-3 cái thì tối về ăn.
nghe thật trọng nghe đi, chừng nào nói ăn tiếp. Có một con mắt mà ngọt không có cái gì ngọt thật đó. Cơm sú là ba lưỡi luôn. Đó còn dăm dăm trăm mấy nữa rồi kìa. Con lo ăn chắc là con lo bệnh tâm hồn luôn á kìa. Bữa bữa con nghe chắc 300 gram chắc không tới có mua con tinh tâm ra 35 ngàn. Tối ở đây nhộn nhịp lắm, còn ban ngày thì không có gì. Nó kia đâu kia đó rồi, đi chơi, đi tứ tán. Đi vòng vòng á. Thôi ra không gấp hả?